Chào thầy anh em, thì hôm nay bên em mới về thêm được tầm gần 100 em dòng bình thủy hàng nội địa Nhật, dung tích từ 2,2 lít đến 3 lít. Xin làm video nhanh tổng quát cái dòng này cho anh em hiểu qua về sản phẩm. Thì ở video sau thì em sẽ lọc ra từ 5 đến 6 con sẽ quay và test thực tế cho anh em. Bởi vì cái dòng này là cái dòng bình thủy sử dụng điện để áp 100V. Đấy, và công suất tiêu thụ tầm 1000-1200W để anh em sử dụng mà giữ nước nóng, anh em có thể pha trà, pha sữa rất tiện lợi luôn. Thì tổng quát về cái dòng bình thủy nội địa này thì tất cả gồm vài thương hiệu nổi tiếng như là Joji này, Tiger này, Cody Cook này, sâu sâu hơn thì có Lationa. Đây là cái dòng phổ thông cơ bản. Thì tùy vào độ hình thức mới và cũ thì giá trung bình nó dao động từ 600.000 đến 1 triệu tùy anh em. Hình thức là tức là nó không đẹp nhưng mà mình đảm bảo tất cả các chất lượng của bình hoạt động hoàn hảo, ok anh em nhé. Thì dòng riêng dòng bình thủy này thì nó cũng giống người cơm thôi. Thì thường xuyên sử dụng 24/24 lên là cái ruột bên trong thì nó hình thức là tương đối. Còn nếu mà đẹp xuất sắc thì rất là ít. Thì dòng cao đẹp xuất sắc thì sẽ đắt thêm một chút với dòng bình dân. Đấy, để cho anh em lựa. Còn mọi chức năng về cái cảm biến nhiệt này, nhiệt độ sôi này, và hệ thống bơm thì tất cả em đều test ngon lành. Đây em mới test được lọc khoảng tầm ít này, một ít đây nữa em chưa kịp cho xuống. Xin lướt qua tổng quan cho anh em. Thì những cái dòng phổ thông của cái dòng bình thủy này thì có một vài như hãng Tiger này, nổi tiếng luôn này, quá trời nổi tiếng là hình con hổ này. Đây như ông Sáp này, đây ông Sáp này, đấy. Và ông Joji này, Joji này. Thì về tổng quan thì nó có dòng mà không hiển thị màn hình hiển thị, đây dòng như dòng hiển thị theo dạng là đèn, còn màn này màn LCD, nó chỉ khác nhau cái đời thì còn về chức năng giống nhau nhá. Đấy. Đây ông này có màn LCD này, ông này cũng không có LCD này, ông Sáp đây. Đây Joji cũng không có LCD nhá. Đấy. Hoặc là Tiger ví dụ dòng này là không có màn hình hiển thị LCD, không có. Thế nhưng mà em này lại có. Đấy. Nó tùy theo đời, tùy theo cái năm sản xuất thôi. Thứ hai thì về cái hình dáng thì nó có hai dòng loại vỏ, một là dòng vỏ, đây là vỏ này, vỏ là vỏ inox đi. Đấy được. Đấy, dòng thứ hai là dòng vỏ nhựa như thế này. Đấy. Vỏ nhựa, con nhựa này nhựa hoàn toàn. Dòng này thì ở trên vẫn là nhựa nhưng mà ở dưới thì nó bằng inox anh em nhé. Cái dòng inox này gần như con nào cũng bị móp mép bởi vì là trong quá trình vận chuyển không thể tránh được. Đây là những con em chưa vệ sinh, sẽ quay những con chưa vệ sinh cho anh em. Đấy, nó sẽ bị gì xếp rồi thì ABC này, chưa vệ sinh. Những con nào bị móp mép nhiều thì em sẽ lắn lại tương đối cho anh em. Còn những cái dòng nhựa này thì gần như nó không là bị móp mép nhá, nhựa cực kỳ là bền chắc chắn luôn và đập thoải mái. Đấy. Đấy là về dòng kiểu dáng thì nó thường thường chia là một dòng thùng nhựa và một dòng thùng inox này cho anh em tiện theo dõi. Còn về mọi chức năng đều hoàn toàn giống nhau. Thứ hai là nó có hai dòng, một dòng nữa là về chức năng là dòng bơm, một là dòng bơm điện tử, tức là bấm lên đây là bơm điện tử nó sẽ bơm. Hai là dòng dụng bơm tay, mình sẽ tìm đây bơm tay các bạn gọi ấn này là nước chảy ra nhá, thì cái anh em mất điện vẫn sử dụng được. Thứ ba là dòng nó vừa bơm tay vừa điện tử, nếu như con này đây là điện tử nhá. Đấy, còn đây là cái bơm tay. Đấy, quân đây về chức năng bơm nó có ba loại đấy để anh em tiện theo dõi. Thì nói chung là nó về lô như nào thì bên mình sẽ có như vậy, chứ mình không thể lựa chọn được, tất cả đều đủ dây luôn cho anh em nhé. Đây cái phía này là phía bên em chưa kịp vệ sinh. Đấy, còn bên đây bên em là dòng vệ sinh rồi. Thì ví dụ qua cái bên trong dòng cái luật cho anh em xem. Đây. Ví dụ đây là một con. Đấy. Như này là tương đối là quá đẹp anh em nhé. Thứ nhất là anh em đi mua bình thủy thì anh em đi cho mình những cái này, những cái nước chống dính men ở đây. Nó không bị hiện tượng là bong chóc ra, nó xước sát ra. Còn đây là vì đây là cái canxi, những cái vôi nước của nước nó đọng nó bám lại. Anh em về sử dụng thường xuyên, anh em ngâm cho giấm với coca em để qua đêm thì dần dần nó sẽ bay hết những cái canxi này. Đây canxi ở nước mà,
tùy theo mỗi từng chỗ nó sẽ đọng nhiều ít. Đấy, mình sẽ mở ví dụ một vài con. Đây con, đây con nào cũng đều hiện tượng thế. Cái đấy thì không thấy của anh em nhé. Hoặc là nó sẽ có hiện tượng là bị kiểu váng nước ấy. Nó sẽ ố màu ở đây. Đấy, như con này bị ít này. Đấy. Những con nào bị đẹp thì giá sẽ nhìn chỉnh một chút. Thế còn con nào mà bị nhiều thì con nào cũng bị đây nhá. Thì sẽ giá rẻ hơn cho anh em và anh em tự vệ sinh. Bởi vì quá trình vệ sinh này anh em phải đun liên tục mấy ngày cơ thì nó mới ra hết được cái canxi vôi này. Các bạn cứ đi giấm nhé. Đấy. Thì các bạn cho đi, các bạn ngâm, các bạn đun nó sẽ hết. Đấy. Đây, nhưng con này đây nhìn nhỉ. Nó có những cái kiểu bám nước này. Đấy, như anh ví dụ nhà là hai đun để cho chè hay là cho lá lấu ở đây thì sẽ bị bám cái màu ở đây. Đấy, nhưng quan trọng nó không xuất sát. Anh em ok nhá. Thứ hai là các anh em để ý các cái răng này. Đấy, cái răng này nó không bị mốn. Đấy, có những con nó sẽ bị nó kiểu bị lướt ra là không sai anh em nhé, vẫn không xì hơi. Đấy, còn nó bị mổn ra như cám ấy thì anh em không được. Mình sẽ ví dụ cho anh em cái con răng là nó bị lướt đấy cho anh em không anh nhìn nó trực quan này. Ở đây ví dụ là một số con răng nó lướt như này. Đấy, lướt này chứ nó không bị tượng bị mổn oxy hóa thì anh em vẫn dùng thoải mái nhé. Quan trọng là khi bọn em test nó sẽ không bị xì hơi cho anh em được. Đấy, tiện quay một số cái ruột cho anh em. Đấy, những cái này là ruột đẹp. Chứ một số anh em mà muốn hàng mua hàng bãi cũ thì mà muốn đẹp xuất sắc thì khó lắm anh em nhé. Bởi vì cái này các bạn cứ sử dụng gia đình các bạn thôi, các bạn dùng vài năm thì chả con nào ruột bên trong đẹp được. Nó sẽ tượng mình đóng cặn ABC đây, mình sẽ vệ sinh hoàn hảo đi. Nếu còn anh em muốn sạch sẽ anh tự thêm cho giấm hay coca vào nhé. Đấy, đấy là về hình thức và cách anh em lưu ý. Còn cái thứ hai thì về cái liên đại sử dụng thì và xuất xứ thì tùy theo model. Liên đại nó có những con đời dòng sâu về chút như tầm 2008 đấy thì là sản xuất Made in Japan. Đấy, có những con thì đời mới hơn thì sản Made in China. Thế hoàn toàn bình thường anh em nhé. Thì một số anh em này mua hàng của bãi cũ mà sang bên China thì lúc ấy nó rất là khó, bởi vì là gần như tất cả các dòng đời mới năm 2000 trở về đây là tất cả bọn này đều được Made in China, sản xuất tại China, xuất sang Nhật hoàn toàn là bình thường. Mình sẽ ví dụ cho anh em hiểu thêm về dòng sản phẩm này. Đây ví dụ một con Tiger nhé, Tiger này. Đấy, mình sẽ xem cái liên đại ở đây như nào. Đây, ví dụ con này là con Made in Japan đấy nhá, bạn nhìn chưa. Đấy, xem đét làm bao nhiêu đấy, sâu đời chưa, 2002. Thế nên là một số anh em là muốn thích đời 17-18 Made in Japan thì nó lại rất là khó, vì chỉ những đời dòng sâu thì tại thời điểm mấy người Nhật người ta mới sản xuất những cái sản phẩm này thôi. Đấy, còn những đời về sau thì còn rất. Đây ví dụ một con 2010 đây, Made in China. Đấy, cũng là em đây em Joji. Đấy, anh nhìn chưa, đời cao thì tất cả đều sản xuất ở Made in China hết cho anh em. Mình sẽ tìm một số con đây, ví dụ con Tiger. Đấy, con Tiger nữa để cao một tí cho anh em theo dõi này. Đây con này Made in China nhé, xem đời làm bao nhiêu này. Đấy, 2010 anh em biến chưa. Nên là bên mình bán thì bên mình cũng chả để ý về đời đâu. Anh em mình cứ để ý là nó hình thức đẹp, chất ngon lành này em bán thôi. Chứ nhiều khi đời, nói thật, nhiều khi đời cao, hàng chơi hàng bãi đời cao chưa chắc đã ngon. Made in Japan cho anh em này. Đấy, lại chụp quả đời nữa cho anh xem. Đấy, 97 luôn. 97, 98 dòng đời màu đây. Đấy, anh em chưa? Nói chung là những cái con đời 2000 đổ về trước thì là Made in Japan. Còn lại là đầy mới bây giờ mới in China. À, mình thử chơi cho em phòng Joji đây nè. Đây. Joji mới in China. Ấy, 2007 anh em chưa? Đấy, nói chung là cứ 2001-2002 đổ lại trước thì là mình Japan. Thế còn đời mới bây giờ thì đều mới in China. Nên là một số tiêu chí của anh em đời mà lại mới mà mới in Japan thì bên em lại không có phụ anh em được. Mới in China nhá. Đấy, xem đời phát nữa. Đời 03. Đấy anh em chưa?
03 là China mà 02 là Minh Dương Ben. Nó tùy theo hãng, tùy theo model mà họ sản xuất. Đấy, bên mình thì nhập hàng về cũng không mà để ý vấn đề là China hay là Dương Ben đâu. Nên em chỉ lựa những con hàng đẹp. Đấy, và mọi chức năng hoàn hảo, test ok gửi đến anh em. Thế còn China Dương Ben thì đấy là nhà sản xuất tôi. Cái quan trọng, cái tiêu chí của em nó là hàng Nhật bãi. Hàng ở thị trường Nhật xuất về thì nó sẽ hoàn toàn khác. Mình sẽ ví dụ thử thêm là lão công China Zipen, mình tìm luôn em này nữa này. Mình nhìn China anh em nhá. Đấy, xuất sắc đẹp luôn. Chắc con này ở trên 2000. Đấy, con này 2008 này, chuẩn chưa? Đấy, dung tích trung bình cái lô này về với em thì đời 2,2 lít đến 3 lít thì giá trung bình tùy độ đẹp xấu, rồi là VIP hay không VIP thì giá trung bình từ 600 nghìn đến 1 triệu anh em nhé, tùy hình thức. Thì ngoài ra con bèn có dòng Precook này thì đây là dòng là bình lốc. Đấy, còn cái dòng Joji và Tiger thì anh em nó là dòng sơn tĩnh điện. Đấy, riêng đặc biệt thằng Precook này thì nó là dòng Elox anh em nhé, và hoàn toàn sử dụng là bơm bằng cơm, ấn là chạy rồi, mất điện trên vô tư. Thì những video sau thì mình sẽ giới thiệu sâu hơn về những cái dòng này. Ở đây ví dụ đây con Lationa cho anh em này, ai thích fan Lationa này, Latia anh em đố anh em xem nó là mấy gì nào. Nó xem bên đây Lationa model 2,2 lít 700W. Con này xem nó không thấy ghi date ở đây, xem đằng sau này, đằng sau nó chỉ có một cái mã vạch cho anh em ạ, mã số này, à đây đấy rồi, nó hơi mờ mờ, hơi khó mờ bằng nhìn mắt thường. Nó 2004 các bạn ạ, 2004 đấy, là 2004 đây, đấy. Tiger. Ok, đây là một tổng quan về các dòng bình thủy đồ điện này, để cho anh em nào mà chưa sử dụng qua hiểu cái dòng sản phẩm này hiểu hơn. Thì dòng này tất cả sử dụng điện áp 100V, công suất trung bình tùy từ 7-800 đến tầm 1000W anh em nhé. Và giá trung bình bên em bán là từ 600 đến 1 triệu tùy con, tùy vào dung tích, tùy vào hình thức, tùy vào thương hiệu anh em nhé. Thì đây là những con em mới vệ sinh qua. Đấy, sau đó là em sẽ test. Để hoàn thiện các sản phẩm thì nó mất rất nhiều công đoạn, là em phải test bơm này, test nhiệt này, có bị xì hơi không này, hai là test con cảm biến nhiệt này, tức là gì, khi mà nó đến cái ngưỡng nào ví dụ 98-100C thì nó phải ngừng, nó không đun nữa. Đấy, các bạn để ý nhanh, có những con mà các bạn ngưỡng đủ độ nước sôi rồi mà nước vẫn cứ đun, có khoanh yếu lên, nhất là đấy là bị lỗ cảm biến rồi. Thứ hai là cái bơm phải êm ái, nước ra đủ, không mạnh không nhẹ không kêu. Thì để hoàn thiện một sản phẩm thì nó rất là mất thời gian. Thì ở video sau thì mình sẽ cố gắng hoàn thiện test trong vòng từ 5 con một lần đi. Mình sẽ quay video đánh số và test thực tế cho anh em. Anh em ưng em nào thì báo mình để mình sẽ gửi ảnh thực tế và gửi tận nhà cho anh em. Bởi vì mùa dịch này thì anh em nào mà trong vòng dịch thì bị giãn cách thì anh em báo mình, bởi vì gửi đến mà gửi về thì mất rất là chi phí hai lần, rất là vất vả và rất là tốn kém. Hiện tại đang kinh tế rất là khó khăn, mong anh em cũng thông cảm. Và anh em nào mà chuyển khoản trước hoặc cọc thì anh em rất là hoan hô. Anh em thường xuyên theo dõi kênh em, hãy đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận được các thông báo mới nhất của bên em về tất cả các dòng hàng Nhật bãi. Thì bên em về sản phẩm gì thì em sẽ đưa lên kênh YouTube cho anh em tiện theo dõi. Video giới thiệu chi tiết rồi video tổng quát cho anh em để anh em hiểu về sản phẩm này hơn. Ok, xin chào mọi người ở các video sau.